Vậy thì chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang cùng nhau có mặt tại sân đáy Sóc Bắc, quận Bình Tân trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi trận cầu giao hữu giữa các cầu thủ Thanh Tra địa bàn quận Bình Tân và đối thủ của họ là câu lạc bộ bóng đá đến từ bệnh viện Triều An. Sẽ lại là quả đá phạt nữa dành cho các cầu thủ bên phía Thanh Tra địa bàn quận Tân. Một tình huống dứt điểm từ xa, cú đá khá căng nhưng rất đáng tiếc là hàng phòng ngự bên phía bệnh viện Triều An vẫn đang chơi tốt. Một cơ hội nữa, khoảng trống, đây là pha đối mặt dứt điểm, không đánh bại được Thảo của tôi. Thằng Messi vẫn là cơ hội tiếp theo dành cho Hưng Cụt. Mà mở bóng lần này đã không vượt qua được các cầu thủ áo xanh. Nhưng đó là một tình huống xử lý chưa thực sự tốt của hàng phòng ngự bên phía bệnh viện Triều An. Cơ hội nữa, một lần nữa thì Thảo của tôi lại phải sổ tài để cứu thua dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Cú tỉa bóng tốt, khoảng trống nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Một pha lùi về rất nhanh, áp sát, không có tình huống áp sát thành công cho Tú Trần. Vẫn còn cơ hội tiếp theo dành cho các thủ xanh, dứt điểm ngay. Cú đá đi thiếu chính xác, một tình huống ra chân khá căng nữa. Tiếp tục là những pha treo bóng dài, áp sát rất nguy hiểm, và như vậy thì cuối cùng các thủ bên phía đội bóng áo trắng đã có bàn thắng mở tỷ số. Dũng Phạm đã tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự bên phía bệnh viện Triều An để dứt điểm ở cự ly gần và đánh bại được Thảo của tôi. 1-0 nghiêng về phía Thanh Tra địa bàn quận Bình Tân. Tình huống phối hợp tốt từ quả đá cố định của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng để mang về bàn thắng đầu tiên. Nguy hiểm, vẫn còn, không thành đã bỏ trống và Hưng Cụt đã có được bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Thanh Tra địa bàn quận Bình Tân. Tỷ số đã được nâng lên 2-0. Một pha bóng phòng ngự không tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng bệnh viện Triều An. Lại là một tình huống cố định nữa, Thảo của tôi bắt bóng không dính. Sau đó là một tình huống áp sát đến từ vị trí của Hải Nguyễn. Đầu tiên bị bắt bay, sự áp sát rất khó chịu của các cầu thủ áo trắng. Cơ hội nữa dành cho Jun Chen, dứt điểm ngay. Cú đá chưa đủ nguy hiểm, vẫn là cơ hội tiếp theo thắng Carlos. Và bóng chuyền bóng đã bị đối phương phán đoán, vẫn là cơ hội cắt bóng dành cho thắng Carlos, dứt điểm. Cú đá vẫn chưa đủ nguy hiểm và đá thẳng rất nguy hiểm. Thêm pha đá bồi vẫn không đánh bại được Dương City, vẫn còn cơ hội. Tiếp tục là nỗ lực của Hải Nguyễn, những pha bóng nguy hiểm hết sức đáng kể của các thủ áo trắng. Cự ly này thì hoàn toàn có thể làm pha dứt điểm. Cú bấm bóng không có gì khó cả, một tình bóng, tình huống đấm bóng an toàn của thủ thành Đông Super. Vẫn sẽ làm quả ném biên nữa dành cho các thủ áo xanh. Những nỗ lực tấn công của các thủ bệnh viện Triều An nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Dứt điểm, rất đáng tiếc pha chạm bóng vẫn không thể đưa bóng đi trúng đích. Được chỉ cốt, đây là Yun Chen. Cánh phải, cánh trái đang rất chống chạy. Tiến Nguyễn dứt điểm, cú đã lại đi thiếu chính xác của số 59. Không về chân của Đông Super. Đây là mình Messi, pha xử lý bóng hỏng, cơ hội dành cho số 10, dứt điểm đi. Tỷ số đã được rút ngắn dành cho các cầu thủ Thanh Tra. Xin lỗi bạn, dành cho các cầu thủ bệnh viện Triều An với tình huống lập công của Thảo của tôi. Anh đã có được cơ hội khi mà đối phương mắc sai lầm. Lê Thảo có được bàn thắng để rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ bệnh viện Triều An và níu kéo hy vọng dành cho các cầu thủ áo xanh trong cuộc đối đầu này. Chúng ta cùng nhìn lại pha xử lý bóng bất cẩn của mình Messi. Một cú đá thẳng, rất đáng tiếc, bóng đã đi thiếu chính xác, bóng đi cao hơn sang ngang một chút và trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội rời sân tạm nghỉ với kết quả 2-1 tạm thời nghiêng về các thủ bên phía Thanh Tra địa bàn quận Bình Tân. Đại người rất cố gắng, nỗ lực của Phục Foden đột phá, vẫn là số 16. Cơ hội dành cho Thảo của tôi, không vào, cú đá của số 10 đã đi ra ngoài. Số 66 có thể sẽ thực hiện một tình huống rót bóng vào cầu môn, một tình huống treo bóng khó chịu và đâm bóng an toàn đến từ vị trí của Đông Super. Ở trong hiệp 1 thì chỉ cần hai tình huống sơ sẩy của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng bệnh viện Triều An, họ đã bị thủng lưới hai bàn thua. Cơ hội, cú đá không thành công. Tình huống ba thủ thành Dương Shinichi đã kịp thời đứng dậy để ôm gọn bóng sau một nhịp đỡ bóng không thành công. Cơ hội để dành cho Thảo của tôi. Tỷ số đã được gỡ hòa 2-2 dành cho các cầu thủ bệnh viện Triều An với tình huống lập công của số 10. Tiếp tục là màn cỏ sáng và ăn mừng ấn tượng của Thảo của tôi. 2-2. Vẫn là những tình huống chớp thời cơ tốt đến từ số 10, một quả ném bóng lên của thủ thành Dương Shinichi và lại là một tình huống cắt bóng hỏng của các cầu thủ áo trắng. Họ đã phải trả giá cho sai lầm phòng ngự. Quả ném biên của Yun Chen, lợi thế dành cho các cầu thủ bên phía đội áo xanh, dứt điểm. Cú đá đi quá thiếu chính xác, sau khi có được cơ hội thì số 14 Dũng Phạm được chuyền ra. Cú đá của mến mềm mại nhưng không gây được khó khăn. Vẫn còn Minh Chiến, cơ hội học tình huống va chạm. Thủ thành bên phía đội bóng áo trắng đã xử lý tốt và đây là cơ hội dành cho Thảo của tôi. Quang ơi,
tiếp tục là số 10. Nỗ lực đột phá của Thao của tôi có thể dứt điểm. Một cú đá đi cắt ngang mà không thành. Rất đáng tiếc không có bàn thắng nữa dành cho Thao của tôi. Khá quyết liệt. Thêm pha dứt điểm. Cú đá khá căng. Cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Vẫn là nỗ lực của Yun Chen. Cơ hội dành cho Phước Tô dứt điểm. Cú đá hơi nhẹ. Cơ hội dành cho Thao của tôi dứt điểm thành công. 3-2. Sai lầm bắt bóng không dính của thủ thành Đông Super đã giúp cho Thảo của tôi hoàn thành hat-trick của mình. Một tình huống tận dụng cơ hội tốt nữa của cầu thủ mang chiếc áo số 10. Kể từ khi lên đá vị trí tiền đạo, Thảo của tôi đã liên tiếp có được 3 bàn thắng. Vừa thủ thành Đông Super lại bắt bóng không dính và hệ quả là Thảo của tôi băng vào thực hiện một tình huống đá bồi chuẩn xác. Hình phạm phối hợp còn thiếu chính xác của các thủ áo trắng. Nỗ lực nữa của Thảo của tôi, một tình huống bắn xuống nữa dứt điểm. Một bàn thắng nữa dành cho cá nhân của số 10. Một cú poker rồi. 4 bàn thắng dành cho cá nhân của Thảo của tôi. Màn độc diễn của cầu thủ mang áo số 10 trong hàng tấn công của Bệnh viện Triều An trong ngày hôm nay, khi cả 4 bàn thắng của đội bóng áo xanh đều được ghi do công của Thảo của tôi. Giành hết thành tích ghi bàn của các đồng đội và đã có những sự than phiền đến từ vị trí của anh Tuấn. Cú đá khá căng nhưng vẫn chưa đánh bại được Dương Shinichi. Không có được pha dứt điểm. Nỗ lực nữa của Mến Mềm Mại đẩy bóng không tốt và cơ hội đã dành cho Thảo của tôi. Tốc độ nữa của số 10 băng xuống đối mặt. Dứt điểm không vào. Trong pha đối mặt này thì anh lại không đánh bại được vị trí của Đông Super. Một thử thách thật sự dành cho người gác kênh bên phía đội bóng áo xanh. Rất đáng tiếc cú đá của các thủ bên phía Thanh Tra địa bàn của Bình Tân lại đi quá thiếu chính xác. Và bóng nguy hiểm nữa áp sát. Vẫn không tình huống dứt điểm thành công, vẫn còn thêm một cú đá tốt và tỷ số đã được rút ngắn dành cho các cầu thủ bên phía đội áo trắng. Bàn thắng của Dũng Phạm, một cú đá ở góc kẹp cực kỳ quyết đoán đã sâu kim thủ thành Dương Shinichi. Một tình huống ra chân cực kỳ quyết đoán của số 88. Chúng ta cùng nhìn lại cú đá của Dũng Phạm. Cú quăng chân khiến cho Dương Shinichi không kịp phản xạ. Ngoài việc để lọt lưới thì Dương Shinichi cũng đã phải mất 30.000 từ tình huống sâu kim này.